teacher của chị main subject chị A good teacher, chỉ main subject, and which one is controlling idea? Have a special quality controlling idea. Okay. Dương anh vô kể giả sắp ấy nè. Cái này dương dương controlling idea, dương anh vô kể giả sắp bản này nè. Ok, vì dương dây thẳng này. Special quality. Chúng special quality của đa tu chế. Controlling idea. Đó là bê dương sở rộp bởi dục tầng mù lưng đa tu chế. Topic sentence. Topic sentence. Ok. Alo dương ca mùi mùi nè. Bà, dương ca mùi mùi. Dương ca mùi mùi chạy tôm dù mùi trong nội năng nè. Bà. Nó dùng mơ nè. Không dùng non trước những bạn thằng trẻ mình. Á. À, mình đã ở thế. Mình dùng non trước lại chẳng. Bạn thấy đọc bây giờ tôi sẽ mình go teacher nè. Tôi sẽ go teachers. Mình này tham mạch go teachers nè. Sao đạt? Chào. Dùng bài phê giả sao. Ba. Mới tiết cụ. Ồ, mới tiết. Hay vì ăn chánh. À, ai khó sở nhà, khó lưu bật tuần thì không khó rửa ở đây. Chẳng good teacher have special quality. Chẳng a special quality cứ chỉ ở quay để dương thật mùa là hai đấy bạn dương hiện ăn thang special quality. Mùa là hai đấy. Chẳng dương thật bỏ sẵn. Chẳng dương giấy mốc. Bà đôi nước không cả sẵn lạc phở tháng. First of all. Bà anh nói first of all có chung là transition. Thế chứ dương riêng đó là. Bà nói transition có chung là coherent. Bà chỉ lạc nạc tam lục đạp bằng đầu. Đôi chứ first, khăn ấy nâng cơ chứ một chronological order coherent. Đó là tích chết dừng điện đó là. Chẳng, good teachers are patient. They never rush their students. Thì trong mình đây thả mấy cái này nâng giả rạng. They never rush their students. Hello, Zarat. Yeah, cha. Vậy nó mình đây làm mày, trong mình đây làm mày. Trong vậy ha, quạt từ còn đại từ từ khỏi sơ từ dư thiên sơ chẳng hạn cùng. Ok. Chẳng quát tay anh ta một lượt mẹ nè. Bạch chờ. Bà quát tay anh ta một lượt môn sở. Chẳng dùng pra công pra bị rushed. Đó nè, công pra bị rushed. Nhưng cô ta đây nâng kì dùng nụ teacher hay. Bà they never come late rư có they are on time. Chẳng tự they are on time. For the teaching agent tàu nó cũng pra bị rush một lần nữa. Nhưng pra bị rush ở đây đây bằng tay vì mưa tàu bị ọt trâu chỉ muốn call location á. Còn là nè, call location mà huy á, vậy nhưng á. Yeah, yes. Good teachers explain things without getting bored. Explain things, explain cái gì xin nâng dập nào lửa ai xin nâng. Xin nâng dập nào lửa ai. Xin nâng ta bây giờ đôi khi là anh đã ha mê riêng đưa cò ấy nên không thân nạn chẳng á chờ cho lại nâng dương đã lê san bình tử nhưng mà xin thầy good teacher explain lesson without getting bored nghe chẳng lại nâng cứ như cầm đại thì như đã lesson học kêu quạt bận vô tại mê riêng đấy anh minh tử bây giờ vào thâu em xem đấy. Còn mai này, anh ấy có transition này nhé, dương thở này mà in addiction, thật nó không lạc khăn đi không đàn. They are organized. Đây là sao nào lựa ý kì? Cái crew đó này. Mà. They plan what happened in every class. Mà. Good teacher are also encouraging. They help students understand the subject. Bà sân cả lại nâng dương pra biệt thật để help student understand the subject. Ta cứu quạt ai bình dụ là sao dụ dạng mạch
men dương khoan tại vô mình dương khoan tại vô lắng dương ai thời bán nó biết thay vô dương mà anh was don't man này đời sau viết chỉ abstract mà viết đa tu chỉ abstract verbs rồi cần non action verb chẳng lại nó dương anh was don't được sao không còn vô dạng mày thế là mẹ này sao đó chẳng lại nó dương cua tập ra cái giá sao mấy chấm nuôi ở đây đang ạ they plan they have student they have student to a explain explain for the action verb they have student to make do the exercise after the finish the subject you just more to explain tam pan tai you ot dai pia tha understand man before you man ai was tong ampi tha ta samathaphiep bos sa hung kwat yol yang mek to lue chumnoch nang chang you man ai was tong pi samathaphiep nang man te chúng dương cua cũng đặt tại kệ địa sắp để ở sắc cam và thiệp dương cua cũng đặt lại nè dương cua tại rô kệ địa sắp nè đại bằng hai pi sắc cam và thiệp hai việc tẹt tông chỉ mùi nứng à vậy để kêu nứng quạt cũng thường toàn mà nè và nãy dương say dương men nhưng mà ở thấu dương thấu đáp bàn tay vía khâu chỉ mùi nứng ăn thần này này bộ kệ giả sáp á kệ giả sáp này kệ giả sáp dùng miếng bìu thịt miếng kệ giả sáp bằng hai sáp cao thịt bây giờ khơi hai nâng kệ giả sáp mình bằng hai sáp cao thịt bây giờ khơi đã ăn lấy à kệ giả sáp đây bằng hai sáp cao thịt ở trong một tháng action verb đã p kệ giả sáp đây mình bằng hai sáp cao thịt bây giờ khơi ở trong một tháng state verb rồi có sự khác biệt gì ta non action verb ta mà đấy đôi chỉ bị lớp đôi chỉ bị like understand ấy này cứ sao để dùng mở khơi nhỉ men con là dùng chết thôi đồng hạt thường làm hạt trâu anh cho mình understand đấy mẹ này, đó nè, bà anh cứ dùng thuật exercise correctly, chắc là anh dùng cua thì vô bị ấy mà chấm nuốt cái này nó muộn, bà lấy bị understand này, đó là bên finally nè, bà finally và đào tu chỉ ấy đấy transition, hai bài dụ để trong highlight nè, cho mình thay cái, trong highlight nè. Concluding sentence. Yes, very good. Concluding sentence. Concluding sentence, remember, always connected with transition. Always connect with transition. When you just write the concluding sentence without transitions, it's nothing. It's useless. It's not complete meaning. Of the paragraph or essay. Chẳng nhầm xong bởi chạm đoàn tiết thế. Xâm rạp, prayog, supporting sentence, cả đôi. Và bản thân gái xung quanh support này. Đại dương phở này, miền biệt. First of all, addiction, gói xung quanh transition. Hai nâu khăn ông, concluding sentence này, dương thấu bởi transition này. Còn này, chẳng, transition đại dương ạch. Hai dương tay ta khớn, cứ kịp chẳng. Dương bởi nâu khăn ông supporting sentence. Nâng concluding sentence. Hay transition cứ miên tròn ọt bằng năng này. Nó miên tròn tiện đấy. Bằng năng cả này thì không những cái xây ban chân, thầu ban chân tệ tông cho mùi nâng tùm rung này paragraph. Nâng. Chúc finally, go teacher are fair. They treat all students the same. They are some of the most. They are some of the moment. Trong mình thấy mấy lời nâng sẽ đạt. They are some of the most important quality of good teacher. Some of them know exam. Trong sắp đào lưu exam. Sắp đào lưu, bây giờ bây giờ mình support mình nó phở hay năng chúng mua năng in addition này năng chờ. Ok, chắc lẽ nó như cua tại pra these are some point there are some points you got some factors about chứ cái này chúng ta bắt thêm tiếp mà cái tạng này cứ chia cả ta mùi chùm nuôn này càng lớn nữa mà chứ càng lớn thì trong sắp nào lợi cái thì mới first of all thì pi này nó không addiction này này cái này con sầm mặt đó mình sẽ ra sầm khăn bằng phất rồi bó cụ bằng riêng là o mà nè chẳng miễn là thay dương khoa lực ta chấm nói nào sầm khăn này bên đâu miễn chấm nói xe xe anh tiện toàn mà nế chẳng lấy nó như anh về chẳng mà sợ rát bát chờ bạn
Yes, any question? Như xong nụ ấy ấy. Nói đây nè. Nói đây chẳng. Chẳng còn dưỡng xe trâu tùm rung hay. Đó tập bê tập mục tiết dưỡng riêng ta tiết. À nắng kê ôi xe mô thay chí ấy. Chị ấy kì? Vẫn nắng ở nhầm xe lệch vẫn nắng ạ. Chị ấy. Chị phải đặc rạp. Mày nè, đọc bê nhóm bật thêm phải đặc rạp bí. Chị ấy. Chị ấy rưu gặp bấy. Biết tao chị ấy kì? Paragraph miền chắp bì lăng tàu anh gosh mùa tay say. Ba paragraph miền tàu mùi, mùi chè được chim giải thích, gosh mùa tay chị ấy. Chị paragraph yu thomada. Ba nè paragraph miền chắp bì lăng tàu, mùi chắp bay đạp bay miền tàu bì gaban. Anh gosh mùa tay say. Ba nè yung time conclusion of an ngó ấy say. Nè yung identity cho bât tóc cho anh. Bà cho bà tôi mình là các bạn muốn vốn như cho bà tôi bà thế nhưng sẽ tùm rung thấu vậy bà nhưng đừng là sẽ cho chụp hai được nào vậy nè chẳng phản năng chẳng nên nhóm ca ơi tầm mùi chùm nguồn thế nè nhưng mà ca ọc nha thế nè của mọi khác về dưỡng nè tỏ lao dương trôn mê riêng mà chứ sao bà đa muốn những đoàn á sao bà đa muốn là sao đang muốn nhân châu chapter 2 ấy đó là chapter 2 bài đọc purpose mê nè toàn là nãy phép chung sẽ được chiếc purpose mê này thầm mấy purpose nãy phép bài này purpose mê này thầm mấy what is purpose What is purpose? Purpose is a goal, teacher. Purpose is a goal, it is. And the writer try to achieve. Again? I cannot hear you properly. Purpose is a goal. The writer is trying to achieve. Oh, okay, thank you. So, in purpose, in our writings, language, we just refer to the reason why writer writes a paragraph. Why the writer write a paragraph? Could you can your topic? Pardon? Some adult it, some adult it. Hello? Toàn, nà thiết tham bên đấy. Cho xong mà đón thiện. Ok, so in here, when we talk about purpose, in paragraph is the reason why the writer write a paragraph. It's also referred to the goal that writer is trying to achieve from that meaning of the paragraph. As we talked last week, there are three commons of goal of academic writing. The first one, we write the purpose in the paragraph because we want to inform the reader. Inform about what? Inform about the meaning. Inform about when you read the paragraph or when you read those sentence, how can you get from this paragraph? So this is the reason that we write purpose. And the second, we persuade the reader. When you read those paragraphs, it's also referred to the purpose in the paragraph. When you read what you read, how many benefits that you get from what you are reading. So this is because the purpose for persuade the reader. And number three, to entertain the readers. Entertain reader, sometimes purpose can reflect due to entertainment. The reader, what they are read, they can get many entertainments from the paragraph.
So these three reasons that we just show about the purpose in the paragraph. And the writers also reflect to the goals of the writing in order to achieve. You get it? Chẳng dừng được xe purpose nó không phải là lắm. Còn tại dừng trong phạm tâu nè an thái. Cứ chỉ cố làm nòng mũi đàn nè nè bôn quạt khi dừng được xe đảm bay tờ tuột bàn nâu. Ấy kì. Cá chư nằm nắng tờ đo nè an. Nó bê đà an. Dương nhỏ mạch. Dương chê tờ lơ. Pia. Bà. Dương chê tờ lơ. À thờ nây này bị nè mùi mùi nâng. Bà dương đăng bị prát đà ca. Đăng bị tập chật rồi bỏ nè nè bôn quạt trong bằng hai tờ lơ ấy. Nè xe bằng hai tờ lơ ấy. Nè. Tiếp đi, cứ dương chóng chùm rung rưu gần lớp tập chất nè án hoặc án ở bàn tràn ca nà dương án chùm nè đang bảo dương cán giả đi chùm đoàn. Toàn mẹ nè. Tiếp bây, nâu bê đại dương án vì priếp mang đôi chìa lạc hà nạ cầm sàn mũi bà bằng ca nâu chùm nè đang bảo dương mũi. Ca nà dương bằng ca nà dương án tớ dương đang bị prát đà ca đang bị sẵn côm nì ca lang dương mạch đang bị bê bởi liên hương của ca lang dương mạch ai dương mạch. Chẳng à nắng coi chìa cô làm non mũi rồi bỏ này được bốn đề quạt tờ xế rưu cò quạt. Cả tên phải là gặp lãng lãng nông cô làm non bạn chẳng. Toàn mà này chẳng à nắng cứ chìa reason rồi bỏ purpose để cho bằng chẳng một tí goal. Né, bà nó còn nhầm lập tí nếch. Đó là bên, a purpose statement mình. Khi chẳng sắp nào thì lựa a purpose statement. Purpose statement này. Cứ cái trong sắp nào ta lưu ý cái a short sentence that clearly define the points of a paragraph. Chắc a purpose statement cứ chia bởi dụng mùi đã khlay. Bà bởi dụng mùi đã khlay. Hai viết bằng hang nâu. À thần này mùi đã chạy lẹ nâu chấm nọc này paragraph. Nâu chấm nọc này paragraph. Bằng hang chạy lẹ nàng bách nâu chấm nọc này paragraph. Đói cả này nhỉ. How to play dominoes. Domino cứ chia một game mùi. Bà. Cái đã thọt phía kênh chẳng là how to play domino. Chẳng purpose statement dương thâu bình dô dạng mạch. Đã dương đã thọt phía kênh. Đôi khi dương đã thọt phía kênh như thế. Good teacher. Thì thọt phía kênh chẳng dương thâu bình dô dạng mạch. Chẳng purpose of statement cứ được. Cứ xả rát qua phía dương bình dô dạng phí. Good teacher nâng ạ. Cứ miên sợ lạc khả nạ sẵn mạng ấy khả. Chẳng dương dạng phí. Quality of good teacher. Thế nhé. Chẳng là quality of good teacher nâng hay. Cứ gọi chúng ta purpose of statement. Toàn mà nè. Mình sẽ làm cảm giác thật. Good teachers have good quality. Thế nhé. Chẳng là nâng cứ việc bằng 2 nhằm phí ấy kì. Việc bằng 2 nhằm phí. A purpose statement. Toàn mà nè. Toàn nè. Quan trọng. Bạn. Tạo năng dưỡng quan trọng. Renew. This is what we renew from the last week. So last week, we just point this audience. Né? Chẳng sắp đá một nhận đo lại năng ấy. Bạn. Tạo. Sắp đá một nhận đo lại năng. Audience. Chỉ thôi mà đá nâu khăn ông. Bà sân chỉ dưỡng tàu. Cái sắp đang ấy mũi audience nó kinh dây thầm ấy. Đôi cho dương tàu ở mưa concert tàu ấy á. Dương dây thầm ấy. Audience này khá tốt sinh nghiệp chôn. Mày nè. Mày nát. Bạn ta. Anh nói bỏ primary to tàu. The general meaning. But for the writing language is different from that you are seeing in the in front of the concert. In front of the concert. So in here, the meaning of the word audience, who can give the definition of the word audience here for the writing language? Now, I put on your name, I ban some rap audience, no clone, writing, piece of writing. Now, I put on your name, ban. Mơ nạc đoàn dưỡng nơi ở bạn. Mơ nạc đoàn dưỡng nơi ở bạn. Mơ.
Mới là nãy con dùng này ở bán, lấy nắng. Mr. Rat, can you? What is audience? Hello, Mr. Rat. Yes, sir. Yes, what is audience according to your opinion? Audience is a reader. Audience is a reader. Audience is a reader. Okay, thank you. Ta xong mình nè tiếp. One Danette. Danette, are you here? Hello, Danette. Yes, what is audience according to your opinion? What is audience here? I heard you just a less voice. Can you increase or turn on your voice? The net. Oh, Sana. Are you here, Sana? Yeah, teacher. Yes, please, please. Your voice clear now. Audience refer to the reader. Okay, audience refer to the reader. Thank you. Yeah, Kum Lai, are you here, Kum Lai? Hello, Kum Lai. Raksa, are you here, Raksa? What is audience? Cho nhầm lực đánh đánh. Yes, so now is your voice is clear now. Please. Danae, are you here, Danae? Yes, sir. Yes, please. According to your opinion, what is audience here? According to your opinion, what is audience here? For example, one day or your holiday, you want or you go to watch the concert. And the host or the singer just say hello to audience. So audience mean the visitor who are going to watch the concert in front of the concert or the red concert. This we call audience as well. But for the writing language, what does it mean, the word audience is? Can I try manager? Yes, please. Audience, nâng cái ai xung call đó đi đó có bán listener có bán đấy chứ. Okay, thank you. But different context. Like as I give you the example, no pay the young to move concert. Chắc đôi vị thi co, pro vị thi co, say, rồi còn lại chúng riêng ấy, nè để nâu lột chạy, nó cái ham mà dương, dương nè mơ này, cái ôi chúng ta audience, cái tớ sinh nhạc chuẩn, rồi còn hai đồ visitor, và nè mơ nè tớ sinh hại đến tớ. Đó nè, bằng tay xâm rạp phía xa, nâu phân phía xa, writing với những ọt bọc bài thà tớ sinh nhạc chuẩn thế. Cứ dương audience này cứ xâm đau tớ lợi cái reader, cứ nè an. Chắc nè an đang hay cứ chỉ audience phần dương à. Thế nhé. Cứ dương xâm đau tớ lợi reader vậy. Nè, bạn. Chẳng nghe là bịa mũi để bàn tay cứ bạ được bọn việc xe như thế này. Nè, bạ được bọn việc xe như thế này. Bà xanh dưỡng bà dùng mũi bộ đoàn trái, bà dùng mũi ca bà công ấy, ọ điên cứ tự xin lý cái chuẩn. Bàn tay bà xanh là bà nó không phải xa rai thiếng, ọ điên là nó cứ read the nhạc an vậy. Nè, bạn. Đó. Anh lấy dùng mừng. Chẳng nghe là ọ điên refer to the readers. Chẳng ọ điên dưỡng đăng hái cứ dương sọng nào tờ lơ nè, nhạc an. An ấy cứ an tờ lơ cả tha khánh. Rư gọi an tờ lơ. À quay đề kia tờ xe. Đôi cả này mình miên giả rát miên cầm liêng ấy qua tờ xe mà nó trong cài nó trong an nó cứ trong nó cứ trên này o điền. Né. Bạn nào đập phê giả rát hay nâng cầm liêng qua tờ xe cơ ôi chung một tờ writer mình. Thế nhé.
đó bếp khi ông vô mà ăn cây đầm rau ấy thằng ổn nắng ạ nắng cái ổn mới thằng ổn ổn điên này thằng mẹ này cho nên là good writer know who their audience is before they starting writing chắc ấy nẹ đi phun rư cả nẹ đã xe mùi là ổn quạt trâu tài đắng thả ta nẹ ăn được bỏ quạt ổn điên được bỏ quạt nắng ạ quạt trọng màn ấy môn phê để nẹ đi phun quạt chập làm được xe rư cả nẹ đã xe quạt chập làm được xe đó dương như vậy, dương chắc phải làm được gì? Thà ta không chọn bạn này. Họ đây giờ đã say the good teacher. Họ cầm liếc vào giấy thà Thailand is my favorite country. Anh nó cứ chụp thiên bọn này quật thầu được gì? Those topic and the purpose what cầm liếc and giờ đã want to say and cầm liếc and giờ đã have to know. What is my purpose? What is my demands that I need from your writing before you are decided to write? Chắc là những cái cứ nè thật say những cái rồi đó nè để bốn nó quạt thật đang thật ta nó bị đã quạt say ăn thật bọt mũi những cái thật ta nè e nó quạt trong màn ấy muốn bị đấy nè để bốn nó quạt chặt đang thật sự cứ trong màn ấy nãy dương thầu cận mười lần nè nãy và mỗi điểm there are two main elements relating to your audience.Chẳng nói cả này nếu việc miễn thiết xóm xâm khăn xâm khăn chúng muốn bí giáng bạn đã tệ tương cho mùi nâng nè em tí mùi cứ tệ tương cho mùi nâng new points sẽ cái new point chia tất sản nạ rồi cái hào ta cứ chia ca pra nó bỏ rọc tí mùi bỏ rọc tí bỏ rọc tí bày ưng tàu nế bà tệ tương cái kì rồi cái tệ tương cho mùi nâng bỏ rọc là mình bỏ rọc tí mùi first.បរោះទី2 second បរោះទី3តិចទៀតយើងរៀនណាបរោះទី1បរោះទី2បរោះទី3អីខ្លះឃើញយកមិញឃើញខ្ញុំបោះផ្ទាំងរូបភាពជាមេរៀន English pronoun ចូលក្នុងក្រុមរបស់យើងហ៎ខ្ញុំបានសេវទុកអត់ Hello ឃើញ teacher បាទសេវទុកអាហ្នឹងសំខាន់ទី2បាទ audience របស់យើងហ្នឹងគឺយើងត្រូវដឹងទៀតថាformal or informal writing ការសរសេររបស់យើងជាលក្ខណៈបែបផ្លូវការឬក្រៅផ្លូវការអានោះគឺអ្វីដែលយើងត្រូវប្រើនៅក្នុងការសរសេររបស់យើងដើម្បីទាក់ទាញអារម្មណ៍របស់ audience របស់យើងអារម្មណ៍របស់អ្នកអានបាទណាបើសិនយើងសរសេរនៅក្នុង message messenger ឬក៏នៅក្នុងសរសេរ telegram ហ្នឹងយើងចេះសរសេរជាលក្ខណៈ informal writing បានណាប៉ុន្តែយើងសរសេរជាលក្ខណៈ prolong បាទសេជាលក្ខណៈយើងប្រឡងអីមួយមិនប្រឡងថាប្រឡង final ឬក៏ mid term ឬក៏ប្រឡងជ្រើសកៅអីឬក៏ប្រឡងចូលធ្វើការអីទេយើងត្រូវសេបែបលក្ខណៈ formal writing ណាបាទ formal writing អញ្ចឹងសរុបមកវិញមក slide នេះនៅពេលដែលយើងនិយាយអំពី audience គឺយើងសំដៅទៅលើ reader អ្នកអានហើយនៅក្នុងគោលដំណងរបស់អ្នកនិពន្ធឬក៏អ្នករសេរហ្នឹងគាត់ត្រូវដឹងអំពីគោលដំណងចំនួន2ឬក៏ហៅថាធៀបផ្សំចំនួន2យ៉ាងដែលតាក់ទងជាមួយនឹងអ្នកអានទី1គឺយើងត្រូវតែចេះប្រើទស្សនៈរបស់យើងទស្សនៈមានន័យថាម៉េចអាគំនិតរបស់យើងហ្នឹងយើងត្រូវតែមានគំនិតទូលាយហើយយើងត្រូវតែមានគំនិតច្រើនក្នុងការរសេរហើយគំនិតរបស់យើងហ្នឹងក៏វាតាក់ទងជាមួយនឹងបរិបទទី1បរិបទទី1មានអីខ្លះបរិបទទី2មានអីខ្លះបរិបទទី3មានអីខ្លះចាំខ្ញុំបញ្យល់នៅ slide ខ្លួនទី2យើងថោសួរខ្លួនឯងថាតើការសរសេររបស់យើងជាលក្ខណៈផ្លូវការ formal writing or informal writing Where should you write in informal writing and where should you write in informal writing យើងថោសួរឯតើកន្លែងណាខ្លះដែលយើងគួរសរសេរបែបលក្ខណៈ formal writing កន្លែងណាខ្លះដែលយើងមិនគួរសរសេរហើយដែលយើងគួរសរសេរជាលក្ខណៈ informal writingអានយើងត្រូវសួរខ្លួនឯងណាដើម្បីឲ្យអ្នកអានបដឹងបាទតោះអានេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់ពន្យល់បងអូនតាក់ទងជាមួយនេះអា slide មុននេះបាទតាក់ទងនេះរោះទី1រោះទី2រោះទី3ណាបាទឥឡូវយើងមើល English pronoun អញ្ចឹងយើងដឹងហើយនៅក្នុងភាសាអង់គ្លេស How many pronouns are there in Englishតើមានសព្វនាមប្រមាណនៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសអាចខ្ញុំបានទេតើមានសព្វនាមប្រមាណនៅក្នុងភាសាអង់គ្លេស Hello
mơ mơ xong xong slide mua xong mình miên ca châu rùm rồi cái nào ở châu rùm nó cứ dừng ở đây nè phổ riêng online phong tại dựng đạc tù sạp cho dù ở vô tầm miếng ở trẻ thì nè bởi xong là dừng tam đan dừng su bà dừng ấy ở đăng phí trẻ bà xong bà trong đoàn ngay trong riêng tam online được như đây bà trong đâu mà to thiệt bà rồi ngay cái riêng tam online nhé bà riêng tam Microsoft Teams bà chắc trong cái thà riêng online hay là riêng toa mới tốt viên bây giang mà nè qua riêng toa dưỡng mơ khơi toàn mục bà riêng online dương mơ khơi tam là dạ online bà mơ khơi toa thì bà hay dương nông là lược xâm nua su cừu thỏa mà nè bà cừu nội slide bắt đọc đọc thỏa mà nè bà qua là dương bắt đầu bị thi sát bị cá riêng nông còn thân nét bà dây toàn mục nhịp toa thì môi nâng càng dây tam là dạ technology in integrate with internet or connected with internet. Yeah. How many pronouns are there in English? That's up a name in the man. No problem is only. That's like him. So me and can't show room. There are seven. What are they? I, you, we, they, he, she, it. Yeah. I, you, we, he, she, I, you, we, they, he, she, it. Okay. But chẳng miên phẩm bơ năng. Nóng chậm nóng bằng bơ năng ạ. Ôn khơi nhạc này có chứa subject pronoun. Rư có sự phâu khắc kì ở chứa khác personal pronoun của bạn này. Personal pronoun hay subject pronoun in the same. Né. Chẳng nóng cạn này có chứa subject pronoun. Miên này thay sắp và niếp đào tu chứa bật thiên. Miên I, you, he, she, it, we, you, they. Và dù như là pi được sai, dù như bạn trai chỉ pi. Vì đào tu chứa bỏ rõ tí pi. Ai có vai trả nạp phóng và đào tu chứa bỏ rõ tí pi. Lù rõ phóng. Rồi nè, bà chẳng dừng bài chụp bì ta vẫn tâm bất miên tái phùng phở tế, nè. Bà, à lọc trong xong phần dơ sẵn, sạp chích bà nó nhưng miên phần năng ạ. Bà, miên này với đào tu chỉ vật thiên ô thế ta, I go to school, thế nhé, ai đào tu chỉ sạp chích bà nó. Bà, ai đến cư trên nạc phơ sở cao hợp tiếp nâu khăn ống, bà dục thẳng mùi. Đó là phê viết tơ chỉ ọp chích bà nó, sạp bà niêm căng ở bọt, nẹ tờ tu rộng phơ vinh, chẳng mì. Thế nhé, ai tờ mì, nè. Đó là phê viết tâu chỉ cảm ơn sức, chỉ lẽ khả nạ rộng bỏ vinh. Cứ ôi chứ mô thả positive adjective vinh. Ô tí hò, this is my pen. Ní cứ chỉ bệnh rộng bỏ nhóm. Bệnh rộng bỏ nạ kê, bệnh rộng bỏ nhóm. Chẳng mai nó cứ đa tu chỉ positive pronoun. Mùi tiết, sorry, positive adjective, sorry. Mùi tiết mang, mang nè, cứ đa tu chỉ positive pronoun. Miền này thả, sắp và niếm đào tu chứa cám, cám và sức. À, possessive adjective mình là con niếm đào tu chứa cám và sức. Né? À, possessive pronoun nó cứ tay tay nâu khăn trong tử dụ. Ok, ở tí hoa thà, this pen is mine. Bệnh nít cứ chưa được bọc nhầm. Trong mai những đào tu chứa possessive pronoun. Đó đấy, nó possessive pronoun. Hay, bà bụi à nít cứ chạp bì mai rồi hôn mà đó, days nít. Đeas ní cứ vật đào tu chí positive pronoun hay viết tí tăng bảo viết cứ thật nâu kháng trong này bó đào bê reflexive pronoun kì ôi chung mô thế sắp và niêm trong ôl sorry, chlo bằng trang sắp và niêm chlo bằng trang bị luôn ở nè mà nè nhắn cái này I do homework by myself chẳng mình thấy dương ai thua homework bán cứ đào men kê thua ở dưới cứ dương lại thua còn ai chẳng mình chlo bằng trang cứ trong bọc luôn ảnh. Hay ảnh ấy cứ phía chán dương khánh nâu khăn trong này bởi dụng đại ổ tiên ta I do homework by myself. Rồi còn he does homework by himself. Chẳng ảnh ấy cứ thật nâu khăn trong này bởi dụng và dương pra xâm rạp cho lọc bằng chán ói luôn rồi bỏ nó nè mà nè. Sorry. Mà luôn rồi bỏ nó nè mà nè. Chắc là dương đăng hay subject pronoun mình ấy clear object pronoun mình ấy clear dương bường đăng hay. Sorry. Hay positive adjective mean ai khla positive pronoun mean ai khla reflexive pronoun mean ai khla យើង មើល នឹង ណា ណា បាទ ឥឡូវ ខ្ញុំ ញែក ដើម្បី តាក់ទង ជាមួយ មេរៀន របស់ យើង ព្រោះ មេរៀន របស់ យើង មុន នេះ គឺ យើង និយាយ អំពី បរោះ ទី 1 បរោះ ទី 2 បរោះ ទី 3 ណា ឥឡូវ ខ្ញុំ ញែក បាទ បរោះ ទី 1 នៅ ក្នុង នេះ នៅ ក្នុង pronoun គឺ មាន អី គេ នេះ មក ជួ វា នេះ ទាំង អស់ មាន I, me, my, mine, myself អា ហ្នឹង ឲ្យ ឈ្មោះ ថា បរោះ ទី 1 đáp về bài thứ hai, phần đáp bài thứ hai nó cứ miết ai của bạn chẳng nè, mà ai của bạn chẳng nè, nè, cứ miết ai khác, miền dù, đáp về tôi áp chế phần nói dù đã,
Tôi chia policy đến từ your. Tôi chia policy pronoun yours. Miễn ai nè. Bà. Nó phải reflexive pronoun miễn yourself. Nhé. Bà. Đó là phải bỏ ra tí bay. Bà. Bỏ ra tí bay ai có vạch nè. Bỏ ra tí bay ai có vạch nè. Nè. Miễn ai ghế. Bà. Đã xâm đáp ai mà nó pro. Cứ miễn he. Him. His. Himself. Đáp về bài tập bài ai có vai trò nào? Bạn đã sắp nào lưu sợi, rồi có phép sợi, mà cứ miền she, miền her, miền her, miền hers, miền herself. Đáp về bài tập bài đại, bạn đã kê sắp nào từ lưu vật thô, rồi có sắp nào từ lưu sản, cứ miền bị it. It, miền là thằng sắp chí có nông chăng, ọp chí có nông it này. Đáp về positive adjective, cứ it. Đáp về positive pronoun, cứ ẩn miền thế. Nè, đó là phê reflexive pronoun, cứ miễn itself. Còn nè, bà. Mùi tiết, à lớn ấy dừng dừng bị bỏ rõ tìm mùi bằng tay ai của bạn chẳng nè. Squat ai, squat bằng hụ ấy. Này dừng. Squat ai, squat bằng hụ ấy. Squat pro. Bà, ai miễn này thả mùi, ai của bạn chẳng nè, miễn này thả mùi, là bỏ nó cứ miễn thả mùi ấy. Mặt ai trao mùi hay còn mặt ai lơ mùi, để cứ miễn thả mùi cột. Phần tay bà sân dân dây ta bà khu vay nạ plural cứ sẵn đau tờ lơ rồi bỏ nó cứ miên chạp bà tì lăng tàu. Ôi tập chạp bà tì lăng tàu cái hào trào đấy nó không phải sao ông lấy đấy. Đó là đấy, chân dân thảo tràn. Chân lấy nế cứ bỏ rõ tì muối bà khu vay nạ. À kháng lớn nế bỏ rõ tì muối ai của vay nạ. Nó miên ai dân tàu. Chân là bỏ rõ tì muối bà khu vay nạ cứ miên cái bị vì. Miên us, miên our, miên ours, miên ourselves. Mình chung ngon lấy cả lấy our set hay là bài những lúc ở sau em cho đạo V-E-S. Mình chung ngon lắm. Đấy sao vì plural. Yes, excellent. Đấy sao vì plural. Đoán đấy. Bà. Mình chung ôn thời trang thành niêm tặng lại nè. Đấy mình ở sau F. Ở sau đạo bà F. Rư có F, E nào càng trọng. Đạo bài trong tập đồ niêm tâu chữ plural vinh. Dương thờ lúc A, F nào chó. Rư có đạo bà F, rư có F, E nào chó. Đạo đồ chung nuôi vinh. V-E-S. Hãy ôn xuống cho chúng ta. Chờ à lại năng bệnh chẳng. Why it change like that? Trong mặt đằng này. À năng tư dự khu bốn cho bạp con. Trong riêng bị cao bạc đăng thang. Kru prap thang. Ôi ta niêm đằng lại nè. Đại bằng chọc đòa so. Để trong riêng rõ miền F. Đập bật F. F. E. A nâng. Trong tờ plural. Thấu lúc à phụ à so. Tạc o thăng chó. Bàn dương một thang. V. E. S. Toàn mà nế. Toàn nát. Bàn. Mùi tiết, bỏ ra tí bì đáy, bàn tay bẻ hụ, à kháng lỡ ai, cứ dù, đó là bê bẻ hụ, có dù đáy, dù đào tù bàn phì. Ô bà má tha, trong sập nào, ô má tha sập nào lỡ mà nộ mà nẹ, ô tê tha, nhâm trong pra dù nó sập nào lỡ xà rạt. Xà rạt is a good boy, rưu có xà rạt is a good student. Thấy á? Chẳng nhầm pra you are a good student. Chẳng you là nhầm pra sắp đau ta lưu xả rạt mùi. Bạn thấy bà sang nhầm pra ta you all. Rồi cả you are good students. Bà sang nhầm pra chẳng biết là you là nhầm pra chỉ bỏ rõ tí pi. Bạn thấy bỏ rõ tí pi cứ bạp chỉ lạc nạ. À bà hù bà chân nạ. Còn mà nế. Thế mọi tí hò mùi tiền. Bà sẽ nhầm dây tha. Nhầm trong xong giọng đau dư nước giọng đau từ lơ mà nồm mà nẹ. Bà, ông bà tha. You are a clever student. Trong ông bà là dư nước nhầm pra giọng đau từ lơ cầm liền. Chẳng lấy năng dư nước cái đa tu chia ai của bà chẳng nạ. Mình là tha. Bồ rõ tí pi, bà thay bồ rõ tí pi nước cái ai của bà chẳng nạ. Còn lấy năng dư ác nhầy chạp khít bà khít sảy ấy nè. Bà, bồ rõ tí pi bà ai của bà nhạ. Thôi nhầm dây tha. You are a good student. Nghĩa nhầm pra sắp nào lơ you nó cứ sơ, sắp nào ta lơ, sắp mà nẹ. Bạn ta bà sẽ nhớ ta, you are good students. Chắc student mình anh chẳng dư lên năng cứ chẳng pra chìa bỏ rõ tí tí, bạn ta bà chỉ lạc nạc lù rõ. Cứ chẳng sắp nào lơ sơ thằng ổn nấu khăn ông, AI, IB nè. Thôi mà nế, vậy nắng. Chẳng cả nãy dương pra sắp chít dương you nè. Bà, object của you đấy, positive adjective của yours, your, đọc phê positive pronoun, yours, đọc phê reflexive pronoun, cứ yourselves. Đó là tập bê, bỏ ra tí bay. Vẫn đấy bỏ ra tí bay nâng cứ dùng pra sắp đau lơ mà nô phong sắp đau lơ vật hộ rưu cơ sản phong. Vẫn đấy biết đá tu chìa plural, bàn cho plural mùi tên. Cứ miên bị đề.
them, their, theirs, themselves. Còn này nè, chắc à tặng ơn nâng ạ. Cứ chỉ ở quay đa dương thấu tế, như dốt tập tự xây nâu khổ nông mục của chị rai thiên, đa chất lọc bằng chăng bì ấy kế. Tết sản nạc, bà tết sản nạc. Bà tết sản nạc nâng ai tết sản nạc tì mùi, rưu cục đại dương prao đưa lưu bà rọc tì mùi, bà rọc tì bì, bà rọc tì bì dân tử. Còn mà nè, bà. Phạm mê xâm nụ ấy. Mà rồi nâng. Mê xâm nụ ấy. Any question? No, teacher. Only teacher. Some of them say, Ms. Nguyen. Okay. Not manager. Da. Các bạn miên dương của ta là một tỉnh kìa. Okay, continue. Lấy dương mơ ta lỡ, các tông chỉ muốn bỏ rõ, để dương sắc xa ta lỡ bỏ rõ mình. Né? Chẳng hạn, the first person refer to the person who is speaking. Bỏ rõ tí mùi, cứ dương prao sắp nào ta lỡ bỏ rõ tương lai nè, đại quát cầm phung tay này dây, tàu căn mà nẹ tiện. Bộ mà thế, khi ông cầm phung này dây được căn phá ôn chân, chắc khi ông đã tui cho bỏ rõ tí mùi, bỏ khi ông nặng dây đó là bên nè snap với cái oxmo đó là bên nè snap và tiếp cái oxmo thằng bờ tiếp bảy tiếp tiếp dừng miền the paragraph written in the first person use first person pronoun chẳng kể thà nè ta sẽ cả tha khăn chẳng lại nè đại pra bờ tiếp muối rứa cái hà đại pra sắp bền niệm đại miền bờ tiếp muối nữa bà cứ dừng pra ai phục xong đây giới cứ ai thấy nhé bà vì bà sân dương pra dự lạc nạ ọp chít dương phở mì. Bà dương phở ọp chít mùi tiết cứ ờ. Rư có phở chì phò xì xíu. Phở mang rư có hours. Or first person possessive adjective my and our. Chẳng hả vậy để dương riêng mấy những đăng hay nhỉ? Bò ra tìm mùi miền này khá là. Singular miền ai. Thế miền mì, miền mai, miền ai đồng ná. Bà này, mà chù về này. Họ mê tiết, bỏ rõ tìm mùi đây, bản thân plural, miền vì, miền us, miền our, miền ours, miền ourself, thế nhé. Khi sẽ bỏ rõ tìm mùi ấy, qua mùi dùng prajit sinh thriller mùi tiết per plural, nế. Chẳng cả này nhé cái thà. A first person refer to the person who is speaking. Cái đó bỏ rõ tìm mùi tìm sụp nào từ lúc bỏ rõ tìm lại nát đại quật của bụng điểm. Thái ca đã xây nó không paragraph đại dương. Nó không bỏ rõ tìm mùi thì cái ai dân pra sắp bằng niềm đây là dây em phí bỏ rõ tìm mùi hay sắp bằng niềm đây là dây em phí bỏ rõ tìm mùi cứ miễn bị ai, miễn bị vì đây ai có ai mùi thay bỏ rõ tìm mùi bằng ai có bằng nạ vì bỏ rõ tìm mùi đây bằng nạ phụ bằng nạ đó vì ai này tao chỉ ọp chí kì bà mì đó vì vì này tao chỉ ọp chí dân phở us đó là bê mai tao chỉ possessive pronoun kì bà mang đó là bê vì này tao chỉ possessive pronoun dân bà ours nè hai mũi tiết dương cả ai prao chỉ lẽ cả nè possessive đây, bạn nói possessive adjective, anh ấy có sắp đây em pi bỏ tìm mũi đây, cái miền bị pi, cái miền máy hay nữa hours, vô là lại năng vô lại. Do you get it or not? Mặt toàn thẹp khi ông nè, mà khi mà vô làm vậy. Ủa sao mà đón tiền không phụ? Sao mà đón tiền nè? Kể thả the first person refer to the person who is speaking. Kể thả bỏ rõ tìm mùi, ai có vật chả nạ nâng ạ, tiền ai chẳng có hữu nâng ạ. Ôi tàn dây bị bỏ rõ tìm mùi phố. Bỏ rõ tìm mùi kì xong nào tàn lỡ tiền bì. Tiền ai có vật chả nạ, tiền có hữu vật chả nạ, tiền bì. Phần nạ kì dây thả bỏ rõ tìm mùi, đài pra xong nào tàn lỡ mà nô nè. Đài quát cầm phung này dây tàu căn mà nô mùi tiệt. Đôi khi nhóm chắc ạ, khi nhóm cầm phung dây tàu căn là kì. Tàu căn phá ôn tàu ôn tàu chẳng khi mình có một first person này. Hay first person là sao khi mình ta ai, khi mình ta mình nè. Chẳng khi mình phở ai. I am speaking to you. Rồi I am explaining the lesson to you. Thế nhé. Chẳng khi mình cứ chưa bỏ rõ tìm mùi nhé. Khi mình có bông tay này dây ông tì ca bình dôn mê riêng tập canh ông ổn ấy. Chẳng khi mình ở bảo vĩ là sao khi mình ta ai. Khi mình phở ai. Toàn ớt. Chẳng đọc bê dương dơ tôi đã say. Bà sao là dương. Bỏ ra tìm mùi đang cứ miên tại mà nẹ chắc nhưng do ta sẽ do sạp chí ai do ta sẽ bà sân đã tu chí sạp chí bắn tay bà sân ai đang đã tu chí cảm ơn bọt dựa ai do ta sẽ thì nhưng do mì vịnh
phần tay bà sân ai nhưng trong pra chỉ là cái nạ cam là sân dương pra mai nhé có phần tay bà sân là miên khi mà nẹ hay miên cừu mà nẹ tiệt quản dây đầm nào khi ông đẻ chẳng dương phèo vì anh có chỉ bà rót tim muối để phần tay cho chúng ta bà rót tim muối bẹp bà hú vậy chẳng nè toàn đấy đa đa tu chỉ bà thiền cứ dương pra bị vì bà đa tu chỉ cam bắt cứ dương pra bị bà đa tu chỉ cam là sân dương pra bị hours toàn đó toàn đấy mình chả sinh nuốt toàn lục hùng toàn lục hùng toàn lục hùng toàn là khi ông ấy nạc ôn là toàn là khi ông toàn mà trong toàn đó nè và hai bà sân là ôn trong trao dự lạc cả nạc cam mà sứt bỏ rõ tìm mùi đấy chứ cam mà sứt tiền ai của vai dự lạc tầm lưu đó bà ai của vai dự lạc bà ôn bà cam mà sứt họ sẽ sử dụng tiêu chứ cam mà sứt mày bà sân chìa bà ôn bà bỏ rõ tìm mùi đấy chứ lạc cả nạc cam mà sứt bà lưu đó bà ôn bà ta phải đăng đi toàn mà đấy. Tạm the paragraph that explain. Bà chẳng nghe tham này, the paragraph that explains personal experience often use the first person. Chẳng nghe tham, nâu khăn ông tùm rung này paragraph kà tha khăn mũi, đài bùn dôl ông bì, rư có đài bì bò rà nì ông bì, bọt bì sọt tòl khuôn rô bò bò cô nà mà nè, chia thò mà đá, kì oi dương prá bò rò tì mũi. Bàn tay bò rò tì mũi nâng cứ, bạn ta chỉ là cái này ai của bạn chẳng hạn thiệt nhưng on your video mà bạn cứ cho bạn ta ai một cái mà ai đã tu sắp chi nhưng cho ai mà sang bạn đã tu chỉ ở chi nhưng cho mình mà sang bạn đã tu chỉ cam mà xếp nhưng cho mai cho mình xây mà sang bạn đã tu chỉ là cái này cam mà xếp đây nhưng cho mai cho mình xây toàn à vấn đề cái này này cái thẻ pro sun ba paragraph nữa nghe bọn bị sọt tòa luôn rồi bỏ nàng nàm nè nhưng chẳng kì ai dương bà bỏ rõ tìm mùi bàn tay bỏ rõ tìm mùi nó cứ ai của bà chân nạ bỏ rõ tìm mùi ai của bà chân nạ dương ăn dô vi dô mình dây phô vi nó cứ chia bỏ rõ tìm mùi đấy bàn tay xong nào lớn bỡ hụ bà chân nạ phù rồi rồi đấy đôi chân này dương ăn dô mình dây lại nhận thế ủ thì họ yesterday I went to beach with my cousin nhé chắc là năng dương dương bị bọt bị sao to luôn rồi bọt nè kể từ rồi bọt nhóm mà sao mình nhóm tớ này sạch bà chỉ mùi nắng bong bọt ôn cho đồ mùi bọt nhóm thế nhé chắc lấy năng dương dương bị bọt bị sao to luôn bọt dương ấy bà hãy bọt bị sao to luôn rồi bọt dương cứ miên tầm mùi thịt vâng bà sân là miên tầm mùi chắn kể ao dương dốc bọt rõ tìm mùi ai dương bọt xế cả lại năng toàn ạ toàn mà này anh ấy dương say ăn phi ạ bà mùi tiết dương dân bị cam mà sệt mài bà mùi tiết dương dân bị phật thiền nó bị đau tôi sập chị ai đau tôi sập chị mùi tiết ai đau tôi chia tôi chỉ máy bị đau tôi cho cam mà sệt vấn đề cam mà sệt ở trong một tháng positive adjective toàn mà nó lại nè it's clear or not toàn ăn chú ba ăn ok ta và chú ba nhìn từ mục tiền lấy dương dương pi bờ ti pi mà nó cái ta the second person refers to the person who is being spoken to. Cái thật bỏ rõ tí bí nâng ạ. Cứ cái bà sắp nào tới lượt bỏ rõ tầng này nè. Đã trâu bàn kê cầm bông này dây tựa cảnh. Nghĩa đôi bà ôn bà bông sắp đạp khiêm cái ôi chung mô thật second person. Hay nhé? Second person ạ. Nế? Bà ôn cầm bông này sắp đạp khiêm bình dô tâu nâng ạ. Chẳng bà ôn khuôn ai nâng ạ. Cái ôi chung mô thật chi second person. Bà ôn cầm bông này sắp đạp khiêm.
Công phong này tựa bỏ rồi miên bị khiêm tâu. Công phong này tựa ca phân dôn bị khiêm tâu. Nhưng chẳng à năng hay đó chứ mà thật second person. Toàn này. Toàn này bà năng dùng này là bỏ à second person nhiều lần. Toàn này. Dựa lần. Nhưng chẳng à bác lại nè mùi dùng này dùng mùi sân. Toàn này. Hello. Mình mới xong miếng ca cho room này mà. Dô chờ dô. Nhập xên, dô lọt. Cha là khổ dô. À, mà. Tốn nó nát thô. Được chồng phép ôn phí môn ở vô chẳng thà. Chồng ọt chồng ôi miếng ca sập bệnh. Bởi là chồng ôi bình dô lại nà mũi ở chất bạc lại nặng. Còn ôi phá ôn đã ạ nó vốn ấy giờ thôi được khóc. Dương su ở dư chồng. Xong khăn ôi đã dương chất bạc lại mũi nặng. Ôi phá đất chạy lẹ ọt miếng ca sập bệnh sập ấy. Cái này dương miên ca sẽ phải dựa dương được xây ăn ở vô chuyện sẽ đánh. Dương ở đó tôi bán tù lọ tên. Thôi dương sao đã chọn bán ca nghi lọ. Hay ca nghi lọ nó cứ tiêm tìa dương hiện vào cái. Ở dương chỗ bạc đi mua chồng nội cho mua chồng nội. Và cái này đã phải ôn ở chỗ bạc được biết được phân. Đó là ôn vô à quay được trong bình dương vô tấu. Ăn ở vô chuyện sẽ đánh ca nghi và lo cho ca nghi được và lo cho ấy muối. Việc thua là ôn nó. Bán vì dân vì ở lọ. Bán vật tụ vì ở lọ. Rồi nế. Chẳng em chọn ở chỗ bạc đi mua tầm mùi nế. But paragraph written in the second person use second person pronoun you and yours and the second person possessive adjective your. Chẳng việc đôi cả cái này tìm mùi mình đấy. Kể thà ca đã xây paragraph mùi nâu chỉ mùi nó bỏ rõ tí bí. Đôi dương pra nó sắp bằng niêm đã bỏ rõ tí bí. Hay sắp bằng niêm đã bằng hành bị bỏ rõ tí bí nâng ạ. Cứ miên tại mùi thế, cứ miên bị dù. Bà sân là sắp chí dân vượt bị dũ. Phần này sai dũ nó vì miễn pi mà nè. Vì miễn ai của bà chẳng nạp lắm. Lù rò là phòng. Chắc dân dô là thằng pi nó được xây. Bà sân dân sắp nào lơ mà nè. Anh ấy dân pra dũ chìa bà rò tì pi nâng ạ. Cứ chìa ai của bà chẳng nạp. Phần ta bà sân dân sắp nào ruộng nặng ọ. Nó được xong mà tì hò mơ mình chẳng thà. Bà sân dân pra ta. You are a good student. Chắc xong sắp nào lơ mà nè. Ai cầm liêng. Ai xả rát. Ai đã nay ai dân tờ. Bạn này bạn sẽ nhận you are good students. Chẳng you là những nhóm sắp đau lưu sao thằng ọc một hệ bày nhận năng. Toàn mà nế. Toàn nó cả này năng. Toàn ọt. Toàn. Bạn. Tập bây yours ní. Dương pra viết chỉ lạc nạ. Cảm ạ sức bạn có một tại cái possessive pronoun. Mỗi chất dương có ai pra viết lạc nạ possessive adjective ngọt đấy. Dương pra your. Nó ô tia. This is your pen này chúng ta. Và thế nhé. Chẳng do lại nếu người ta tôi chỉ pause xíu. Ai chỉ từ. Né, pause xíu ai chỉ từ. Bạn chăm khi mà phát lệnh nhầm đầu xa và ao tới giờ vào liền. Chăm phát lệnh á. Bạn là cổ. Cha là cổ nên em liền ai ấy. Okay, so continue. Loading. So please slide, eh? Yeah. Ta, you join him, sir, over here.
That the second person refer to the person who is being spoken to. Paragraph written in the second person, use second person pronoun, you and yours, and the second person possessive yours. PP, it is used to give instruction or direction. Dương pra bỏ rõ PP nó cứ xâm rạp ấy, cứ xâm rạp đó chỉ là cái nạc ca này nóm, rư có ca phần dồn ấy mũi tổ ca nẹp xì. Toàn nọt. Anh nói dương pra bỏ rõ PP, anh nói cứ dạy cô làm nông ở dương. Nói dương trao ban pra bỏ rõ PP nó cứ xâm rạp đó chỉ là cái nạc instruction rư có direction tổ ca nó nằm ở đây. Với khi ông dân, bà, khi ông pra bỏ rõ tí mũi, phần tác nhưng phở bỏ rõ tí mũi nó ngại. Xem chỉ nẹ bình dồn bà xem chỉ bình dồn vào dương và nay dương là tua bán thì tua bán này kì là tua bán ca bình dồn bọc xem chắc là ca bình dồn bọc xem nó hơi gọi một thành instruction rồi gọi direction toàn man ạ toàn man đấy toàn là cụ toàn là cụ ta mới điện the second person is often used for informal in writing cái thà bỏ rác tí pí bà tiếng ai tiếng bahu vậy nè nè cứ chỉ thò mà nát cái prau với sầm rap ca thở xe bài chỉ là cái nè cào cầu cả rồi nè cào cầu cả nè như prau nè example after filling the thing you must then add detergent nè lau phèo khiom thà ta muối nè đa tu chia trong bài giống nè muối nè đa tu chia second person muốn đã tu chỉ bị dục second person you teacher ba you nó đã tu chỉ second person phần này you là nhé dương ắt đăng tha chỉ ai có vai chân nát rồi có dịp vai chân nát dương đăng ắt hồi you đã tu ban pi mà nè chia bờ hụ phong chia ai phong và nói dù nhà như phở lại nè chia ai được cái chia bờ hụ squatting ấy squatting nè cái liên chan đặc biệt đi thật chan cứ mà sao bàn sao dương liên chan á giờ bu liên chan được làm sao dương bọc cả bọc ấy nó vừa liên chan mà này nè đi thật chan mà chẳng hạn bạn top be feeling the thing you must then add detergent mà toàn man ạ chẳng lấy này you lấy này nhóm pra chia lẽ cái này ai có vật chứ này thì pro dương bạn thêm sẽ bù tờ cái này nhưng mà đang thằng cái hao mấy tiếng lại liên trang nữa mà cái này liên trang lại xin nữa ngay bà men you dương tăng o tăng tăng mà phải bay nẽ vô mà bạn thêm sẽ bù tăng o hay cứ dương miên ta mà nẹt thì đây qua bạn thêm sẽ bù xem ra đọc hồ sản cái liên trang nè đó là cổng miền slide rồi cổng miền chỉ là ở nó chuộc lại nè nè chẳng dù là những pra chỉ là cái nè giving instructions cái đây này nó mới có direction pin là nè mà nè rồi nè bà ai pin mà đai dương rồi có bộ dương rồi có pin sạch nhiệt bóng phá ôn dương dương tàu nè chẳng lại nè những pra dù là nó cứ chia bỏ rõ tí pin đai dương thâu tái nó nè mà nè mình chia dương ôi dương vô sẽ bú vô đại cái này xin nè note the process paragraph often use the second person with or without the pronoun you. Chẳng hạn đầm nào ca này paragraph mũi mình chăm bài to là dương pra à bỏ rõ tí pi nâng tế. Né? Mình chăm bài tế. Chuôn ca dương ai pra viết chuôn ca dương có mình pra viết đây. Mình thật. Bê khá dương tự xế có pra viết dương tàu. Bê khá dương tự xế có pra viết dương tàu. Tự tam lạc tập hiếp tự tam hiếp chạy sẽ đầy cho bó. Cho bó dương. Toàn mà này mình thật. Ô, dương thua anh dương thấu tại prao vi đấy mẹ này toàn mà đấy mà chẳng tại tam ca phiệt chợ sẽ đây mà dương nhé toàn đó slide nhé toàn đấy toàn on bậc khôn mấy nhom đấy liên class sao bậc khôn dễ ba nồng ta bậc ba này lâu sầm ruồi thế chứ thường mà dương đào khai liên những bạn nồng bên những cục bông được đi đây nó rồi liên này bạn cho lại bạn nhầm đầu tốc ở ai để sau lưu cho được không? Chẳng thưa tam sầm rùa nhé, bảo nhân pa nhà ấy thì nhà xa châu nông nông gốc mà bạn
trong trong mưa tam năng nát chạy sẽ đầy tập hiệp chạy sẽ đầy nhưng dùm rùa oi nát mình trong năng tăng tay ấy như nào để nát tăng tay đấy bạn đấy tăng tay tại tao là cái cao và đây là water miên ấy năng riêng mưa từ lưa tập hiệp chạy sẽ đầy nát mà hộ khai này vì liêng này mà cái này liêng cho ca siết tư khác hiệu bạn này và cục cầu này thôi nó bị chỉ chụp bắp thò mà chuyện nhé bạn tổng miên cái ai theo nhóm ban ông rob được gặp nhà chỉ là cái interview của bạn này bạn tạm continue dương châu bảo tí bảy chẳng bảo tí bảy the third person refer to the person who is being spoken about bảo tí bảy cứ dương pra sắp đau từ lưỡi bò rõ tương lai nè. Đấy, quát công phung nị dây ẩm phí nó nè mà nẹp xe anh tiền. Đó nè. Chẳng ạ, ông mẹ thạc khiếm công phung nị dây đẹp ồn, khiếm đau tui chìa bò rõ tì mùi, ồn đau tui bò rõ tì tì. Đó bê mà nẹ tiết, quát trôn mộ, mà nẹ tiết năng thay kì ơ chmô thà bò rõ tì bầy. Đấy, quát thâu tái, kê nị dô sạch rước mà quát dô tập rạp nó nè mà nẹ mùi tiền. Hai quạt chôn mộc sạp trong cả này năng đấy nhưng chắc ai năng cái ở một thằng bờ rọ thì bầy ôm má thằng chạy nhóm thì dây tập căn bờ rọ A nhóm cứ chưa bờ rọ thì mùi đó là bê bờ rọ A cứ chưa bờ rọ thì tì bì đó là bê bờ rọ B quạt chôn mộc nó không được bằng đấy chẳng bờ rọ B B nước đã tôi chưa bờ rọ thì bầy rồi đó đấy đan má lại nữa chẳng những cái ở nhóm này khác the third person refer to the person who is being spoken about. Chúng bảo tí bấy cứ dùng pra sắp đau dù bảo tàng lại nè đà trâu bàn kê cầm phung nè dây ông phì. Ông mà thạc nhóm vô sạch như rương bảo tí bì vô mừng dây. Nhóm dây là pin nè bảo tí bì nè. A đi nó cứ chưa bình nụ slap cứ chưa bình nụ mà nẹ đè rô bì rô quay hay nhé. Chắc nhóm lược sạch như rương bảo tí bì vô mừng dây năng hay chắc bì năng hay và nắp trong phía xa là pin nè bảo tí nè nhưng dây đập vào đó é nó bị bao dương dây đam kê chẳng hạn này à vậy để dương dây đam kê nó ở mà trong cái phong thọ là phong nhưng dây đam là nam mà nè đôi vào đó é chẳng đâu chắc là vào đó é nó thấy cứ chưa vào đó thì bây giờ đại dương thấu lược rương bọc quát do mình dây discuss cho mùi cái gì nè toàn này nó lại nè toàn hết hello Yes, teacher. Hello. But Tuan, what is it? Tuan, look. Yes. The paragraph written in the third person use third person pronoun. Chẳng cái thay nâu khăn paragraph đàl pra bổ rõ tí bấy dương cư trâu pra sắp bởi niêm đàl miên lạc khả nạ chư bổ rõ tí bấy đây. Cái thay nâu khăn paragraph mũi đàl dương trâu pra bà rõ tí bấy cứ dương thấu pra bà rõ sắp bà niếm đa bằng hai nhóm pi bà rõ tí bấy đây. Hai bà rõ tí bấy, vì miền. Miền là bà rõ tí bấy ai có vạch dưới nạ hai nhóm bà khu. Và miền bị hi, hi sẽ nào lưu ấy kê. Bà rõ tí bấy ai có vạch dưới nạ, bà nét xâm rạp tay mà nộp rõ. Đã bê xì, sẽ nào lưu bà rõ tí bấy đây, bà nét xâm nào lưu, ta phết, phết xảy tế. Hà ít sẽ nào lưu bà rõ tí bấy đây, bà nét dương pra xâm nào lưu bà thô, mà rưu có chía, chía sản. Mà ai có vai trở nạn nắng đã bị đê dương pra trang mà nốt dương pra trang vật thốt dương pra trang sát trang rốt chia đẹp áp bằng cách sắp nào từ lưu bộ rõ thì bay bát bộ rõ thì bay bát tự khu vai trở nạn bà him với đa tu chữ ọp chị hơ đa tu chữ ọp chị đem đa tu chữ ọp chị his đa tu chia chị ấy chị positive bà chị cam mà sức bà bà nét gọi chúng ta positive pronoun đã bị hers positive pronoun này, đặc biệt theirs chỉ positive pronoun này. And the third person positive adjective cứ miễn bị his, miễn bị her, its, hay nữa, their. Còn mà này, cái đôi đôi ở một này nè, lao cho mờ thì họ không. Dương pra bà rõ tí bay nằm bay ấy. It is used to give, tell a story about another person or thing. Thế nhé. Dương trâu ban pra bà rõ tí bay nó cứ đầm bay, nị dây rướng, bà mình là pra rương ông pi mà nó mùi xe anh tiết được gọi là thổ mùi xe anh tiết mình này thay mày mình này thay dương vô rương của ông vô mòn dày còn nó ông mà nạc cho một bông phía xa pin này sẽ ra chẳng hạn họ sẽ ra là Mr. A thì chia mà nó mà nẹ đè mình lại khả nạn nó viên nó về hay chẳng bà con nó mơ tâu mà nó mà nẹ đè thà lệch lô nó không làm có mắt chẳng cả này dương vô rương rồi bỏ Mr. A nó vô mòn dày nhóm phía xa là pin này sẽ ra chẳng hạn bà
Khiom cứ chịu bỏ ra tí mùi, xa rát cứ chịu bỏ ra tí pi. Chẳng bỏ ra tí bấy cứ Mr. A à, nâng ạ. Thôi dừng vô rương con cho mình vậy. Còn mà nè, bà nhá năng hay cái ôi chmô tha dừng bỏ ra tí. Vậy. Example. He turned quickly and saw them leaving the theater. Thế nhé. Quát tà lọc tà vinh dặn lươn. Hai bàn khơi bộ kê chạy tranh tí. Rôn con nằm. Thế nhé. Chẳng mình này thả mạch. Cứ dương lại nè vô rương mà quát vô mình dây. Đầm na đam tông rương. Như rương quát vô mình dây. Quán nó quát nó đang sập nào lươn nè kia. Quán nó đang sập nào lươn tì nâng cái quát nâng ạ. Chứ nhìn dây thằng. Xả ra. He turned quickly and saw them leaving the theater. Thế nhé. Nó dương vô rương mà quát vô mình dây. Trong phía xa phía nhạc xả ra. Chẳng ạ. À vậy để dương vô rương kia vô mình dây phía xa tại phía nhạc xả ra năng ấy. Chẳng à năng hay ở chung mô thằng bà rõ tì bày. Thôi dương vô rương bà kia vô mình dây. Chẳng khi nên nước kia chưa bà rõ tì bày. Bà nó tì bày kì tì bày bác ai cô bà chẳng này. Còn này nè. Còn nó gà này nữa. Clear. Hello. Còn. Còn nó nè. Bạn. Toán cho mùi tiệt. Person in formal or informal writing. Bà dương pra bụt bổ rõ. Tiếng ơ nắng. Chia tùm rộng bẹp lâu cá. Hay nâng cao lâu cá. Cái thằng most writing that you do for school is considered formal writing. Xâm rạp ca thật xe bỏ dương. Cái thằng phía chả này ca thật xe bỏ dương. Đà dương thơ xâm rạp ca bà lo. Nó không xảy ra riêng. រឿងការប្រឡងបែបជារឿងតាមអីអីគឺភាគច្រើនជាលក្ខណៈ formal writing គឺជាទម្រង់នៃការសរសេរបែបជាលក្ខណៈផ្លូវការមួយទៀត certain topic work better than using a particular person first second and third គេថាប្រធានបទមួយដែលជាក់លាក់គឺវាធ្វើការល្អឬក៏ប្រសើរជាងការប្រើប្រាស់ bà bỏ rõ tiếng bay nắng miền bỏ rõ tì mua bỏ rõ tì pi bỏ rõ tì bay tiền miền này thà dương chơi rơi và thiên bạn mua vô mà được xế cứ việc thua ca là o chiên dương vô à bỏ rõ tì mua tì pi tì bay vô mà được xế miền này thà do thua chỉ topic của mà ta he is a good student dương ở phần chẳng hạn dương phần là good student mua mà này còn này mình bài thà he is a good student vô thì topic bao nhiêu này mình chấp bài vô he vô mà đã dương dây biết thà good student đó mua mà này còn mà này lại là người trong sân nào liền chẳng dương mình chăm bay vô miền sập chít miền vơm vô mà đã thời điểm bật thiền là bọn bảo hiếu này dương khoan là dễ biết tha good student muối cứ dựng đăng hài à toàn màn đấy toàn nó cả này nữa toàn nó bà here are some examples of topics the person you can use for each and the level of writing cái thằng thằng cầm nó này khi chia ti ho mua chấm nuối để tẹt tôm mua thọ thịt bằng riêng hai bộ rõ tẹt bay nâng để riêng ai prà sầm rạp này thì mùi mùi hai nâng cầm rắt thì mùi mùi nấu nóng mục chi writing này chắc nhiều mờ tập hết này writing person bà paragraph riêng dây ẩm pí sẽ rất quan trọng này cả bắt nào chắc như cô đã say cái này cứ riêng do tái bộ rõ thì bay vô mà nó say thế nè bà rõ tí bay miền này thá miền bìa khá bà rõ tí bay miền he miền she miền it miền day ấy nâng dùm được xe đã châu nâng mơ hai cầm rắt này bà phết bà rõ tí bay đã nỉ dây ẩm pi xa rạ xâm khăn này cả bà rõ nó nâng ạ cứ cầm rắt bà viết kì lạc nạ phò mòn kì lạc nạ phò mòn plau cả bà sân dương xe kì lạc nạ và đôi chơi xâm bọt muối cho can mất thẹ rồi bỏ dưỡng bà phết này rai thính bà sân dương xây bà phết dùm bọt mùi cho căn bật thẹo bà dương chẳng kì ơi dương này nó mà dương bà đọc tìm mùi tìm tìm thay bàn tay cầm rắt bà viết cứ chỉ lẹ cả nạ mình phá lâu cả rồi này bà sân dương dô ảnh dô mà nó xây chỉ lẹ cả nạ mình phá lâu cả dù bà đọc tìm mùi miền ai khá miền ai vì hà bà đọc tìm miền ai khá miền dù thế nhé chẳng bà sân dương dô ảnh dương 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 mà nó xây đá tu chìa nâu khăn ca là xây bà dương chẳng kì ơi cầm rắt này à bà phết dùm bọt nó cứ bà cao phá lâu cả mùi tiết bà sân là dương ta xây ẩm pi ca bị bỏ ra nì ẩm pi vì sử mạng ca đó là ẩm phật rồi bỏ dương chân cái ơ dương bà ta bỏ ra tìm mùi thì cứ bà ban ta ai ta mùi cột rồi nè ai rưu có vì ta mùi nó pi nằm rưu cho mùi
bà sân như ai vạch nãy như ai bà sân lưu đó dấu vì mà toàn máy lại nắng hai công rắc này format bảo vì công rắc này càng sẽ bảo dưỡng thứ về miền phần formal phong hay phần informal phong à sài tờ lớn nè an bà nè an nó còn an tớ mới chỗ chất có cực tháo càng sẽ nó bạp lạc nạ formal là. Bà sân còn an tớ tôi chỉ mua những ở quay để quạt ọt dồn hay an tớ quạt ọt dồn an tớ quạt nấu sạc tớ nè mình sẽ bắt phong sắp bây giờ nè mũi chẳng nè an còn viên làm lại thác paragraph nắng chỉ là cái nạ informal toàn mà này toàn ọt lại nhận toàn này toàn là không toàn à tỏ lâu dương cho clarity lâu trong xâm ra rừng bật tỏ you want to relax or you want to continue ba lâu xâm ra thêm 5 nữa tì nè ba xâm ra thêm 5 nữa tì chẳng mau buồn xài buồn nữa tì nhé chẳng mau mán hà pra mấy hà muối mau buồn hà pra muối cho vinh nhé mong pram mong lục hùng mong pram 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 mong pram